Xin chào tất cả các bạn. Stacknet là một giải pháp Layer 2 được xây dựng và phát triển trên Ethereum sử dụng công nghệ ZK Rollup. Đây là một trong những sản phẩm chính được phát triển bởi Stackway Industry, là một công ty đã được định giá lên đến 8 tỷ đô sau khi hoàn thành xong vòng gọi vốn Series D trị giá 100 triệu đô vào tháng 5 2022. Tính tới thời điểm hiện tại, dù chưa thực sự có những cái sự tăng trưởng gọi là nổi bật về TVL, nhưng mà hệ sinh thái của Stacknet đã hoàn thiện tất cả những cái mảnh ghép cần thiết để tạo nên sự phát triển bền vững trong tương lai. Nhất là khi đây là một trong những cái dự án gọi là nhận được khá nhiều sự kỳ vọng và quan tâm của cả giới đầu tư là những builder cho thị trường crypto. Và ZKLend là một trong những giải pháp lending hàng đầu trong hệ sinh thái Stacknet ở thời điểm hiện tại. Dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống với số tiền gọi được lên đến 5 triệu đô với sự tham gia của những quỹ đầu tư lớn như là Delphi Digital hoặc là Stackway. Vậy thì để hiểu rõ hơn về dự án ZKLend thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Đầu tiên thì ZKLend là một Money Market Protocol được xây dựng trên Stacknet, kết hợp giữa cái khả năng mở rộng của ZK Rollup với tốc độ giao dịch vượt trội, tiết kiệm chi phí và tính bảo mật của Ethereum. Tầm nhìn của ZKLend là hướng tới việc xây dựng và phát triển một cái nền tảng tài chính trên blockchain và đáp ứng được những cái tiêu chí không chỉ rẻ, nhanh mà còn có thể mở rộng và an toàn và vi tập trung. ZKLend hiện đang có hai cái sản phẩm chính cung cấp cho các tệp khách hàng khác nhau, bao gồm thứ nhất là Atomis, là một giao thức DeFi lending dành cho những cái người dùng bình thường, và thứ hai là Apollo, một giao thức cho vay dành cho các tổ chức tài chính. Giống như các nền tảng lending khác, ZKLend có hai cái tính năng chính, đó chính là lending và borrowing. Về lending thì người dùng có thể gửi tài sản của họ vào cái pool dự trữ hay gọi là reverse pool, nơi sẽ cung cấp cái tính thanh khoản trên thị trường tiền tệ của ZKLend. Và đổi lại thì người dùng sẽ nhận được một cái yield bearing token mang tên là Z token. Cái Z token này sẽ phản ánh cái lượng phần trăm cái tiền gửi của họ trong pool và tiền lãi của mà họ nhận được. Người dùng có thể gửi bất kỳ số tiền nào họ muốn vào pool mà không bị giới hạn về mặt thời gian. Và thứ hai là borrowing. Người dùng có thể sử dụng Z token của họ làm tài sản thế chấp để vay những cái tài sản khác nhau trên ZKLend. Mô hình lãi suất trên ZKLend sẽ xác định được cái tỷ lệ thế chấp của người đi vay đối với lại từng loại tài sản. Số tiền cho vay tối đa sẽ phụ thuộc vào cái khả năng của người vay. Nếu giá trị khoản vay của người dùng vượt quá cái giá trị của cái khoản thế chấp thì cái tài sản thế chấp của họ có thể sẽ bị thanh lý để duy trì cái tính bền vững của giao thức, tránh cái tình trạng mà giao thức rơi vào nợ xấu. Bên cạnh đó, ZKLend còn có tính năng dashboard. Dashboard là một cái tính năng cho phép người dùng có thể quản lý những cái vị thế của mình trên ZKLend, từ net APY, net worth, health factor, loan to value, vân vân. Và ngoài ra thì người dùng cũng có thể theo dõi cái mức APY từ những cái loại tài sản khác nhau trên ZKLend. Vậy thì điểm đặc biệt của ZKLend là gì? Thì đầu tiên, ZKLend được xây dựng trên Stacknet, một giải pháp mở rộng layer 2 của Ethereum, ứng dụng công nghệ zero knowledge đem lại tốc độ giao dịch nhanh và phí giao dịch thấp. Để hiểu rõ hơn về điều này thì mình sẽ nói sơ qua lại về cái khái niệm về ZK Rollup. Thì đầu tiên, công nghệ ZK Rollup sẽ cho phép tổng hợp một số lượng các giao dịch thành những cái batch, sau đó xử lý những cái giao dịch đó off-chain và gửi ngược lại về layer 1 là Ethereum. Sau đó thì các smart contract trên mạng lưới Ethereum sẽ xác nhận các giao dịch này thông qua việc xác thực các zero knowledge proof mà Rollup gửi về. Điều này thì sẽ làm giảm phí gas hơn so với việc là thực hiện và tính toán các giao dịch trực tiếp trên layer 1 là Ethereum. Chính nhờ những cái điều này mà các thao tác trên ZKLend có tốc độ nhanh này, phí giao dịch thấp nhưng vẫn đảm bảo được tính bảo mật và độ an toàn dành cho người dùng. Để có thể trải nghiệm và sử dụng ZKLend thì người dùng có thể làm theo những cái bước sau. Thứ nhất, bạn tải ví AgentX hoặc là Bravos về trình duyệt của mình và tiến hành tạo ví. Sau đó thì sử dụng cầu nối Orbiter để chuyển ETH sang mạng Stacknet. Người dùng có thể chuyển ETH từ các layer 2 khác như là Arbitrum hoặc là Optimism, hoặc cũng có thể là rút thẳng trực tiếp từ trên các CS như là Binance hoặc là OKX để tiết kiệm chi phí hơn so với việc là sử dụng native bridge thông thường. Bước 3, truy cập vào trang chủ của ZKLend và kết nối với ví Stacknet vừa được tạo. Tại mục ETH, các bạn chọn Supply để tiến hành lending. Nhập số lượng ETH muốn Supply và sau đó bấm chữ Supply để xác nhận giao dịch trên ví và hoàn thành. Sau khi đã Supply xong, người dùng có thể tiến hành vay những cái loại tài sản khác nhau trên ZKLend. Đối với bản thân mình á, thì mình nghĩ là nên chọn những cái loại stablecoin để tránh cái trường hợp là giá giảm khi đang trong quá trình vay mượn, dẫn đến việc là tình trạng bị thanh lý vị thế. Ở thời điểm hiện tại,
sau khi Starknet vừa ra mắt native token Stark của họ vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, thì những cái DApp trong hệ sinh thái của Starknet, và trong đó có cả ZKLand, đang có khá nhiều những cái chương trình ưu đãi đặc biệt đối với việc landing token Stark. Nếu các bạn đang nắm giữ token này, thì mình nghĩ là các bạn có thể tìm hiểu những cái chương trình incentive trên để có những cái chuyến thật nhằm tối ưu hóa lợi nhuận thu về nhé. Đội ngũ phát triển của ZKLand bao gồm nhiều thành viên với background từng làm việc cho những cái tập đoàn nổi tiếng như là co-founder Brian Fu, từng làm việc tại Bloomberg và ngân hàng Standard Chartered, co-founder Jen Ma, từng bắt đầu sự nghiệp tại ngân hàng Credit Suisse, CMO Emily đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại những cái công ty về crypto nổi tiếng như crypto.com hoặc là Starkware. Ngoài ra, các tư vấn viên cho dự án cũng đến từ nhiều những cái tập đoàn tài chính lớn trong thị trường tài chính truyền thống như là Miro Asset và Ngân hàng Thế giới World Bank. ZKLand đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống với số tiền gọi được lên đến 5 triệu đô. Bên cạnh đó, vòng gọi vốn này còn có sự tham gia của nhiều những cái quỹ đầu tư, những cái dự án lớn như là Delphi Digital, Starkware, CMS. Dự án còn có quan hệ đối tác với những cái quỹ đầu tư, dự án khác như là Nithamite, ABDK, Brahma, v.v. Ok, thì trên đây là những thông tin cơ bản về dự án ZKLand, một trong những giải pháp lending hàng đầu trong hệ sinh thái Starknet ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung á, thì như mình đã nói, sau khi native token của Starknet được ra mắt, thì TVL của blockchain này đã bắt đầu có những cái sự tăng trưởng nhất định thông qua những cái chương trình incentive program, và ZKLand cũng nằm trong số đó. Đây có thể là cơ hội dành cho những ai đang tìm kiếm những cái kèo săn airdrop, cùng với đó là kiếm thêm chút lợi nhuận từ những cái chương trình incentive. Video đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn những anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích, thì cho mình xin một like, một subscribe, và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.